Bị viêm gan B có hiến trứng được hay không? Bạn đọc đặt câu hỏi. Cho bác sĩ mình bị viêm gan B thể ngủ hơn 10 năm và đã sinh hai em bé không bị nhiễm viêm gan B. Xin hỏi mình có thể hiến trứng cho người nhà để làm thụ tinh nhân tạo được hay không? Bạn thân mến, câu hỏi của bạn được bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Lan Hương tư vấn như sau. Bạn thân mến, viêm gan B thể ngủ có nghĩa là bạn bị nhiễm virus viêm gan B, nhưng virus không tấn công vào gan của bạn mà chỉ sống yên bình với nhau. Nhưng virus vẫn hiện diện trong máu và dịch tiết của bạn. Việc bạn sinh con mà không lây cho con là do chiến lược phòng bệnh rất tốt ngay sau sinh cho bé, chứ không phải là người có bệnh viêm gan B thể ngủ sẽ không lây virus cho người khác. Và khi người khác bị lây thì chưa chắc gì virus cũng hiền lành như ở trong cơ thể của bạn. Nghĩa là người bị nhiễm virus viêm gan B từ bạn có thể bị viêm gan B cấp hoặc là viêm gan B mạn v.v. Hiện tại, theo quy định của Bộ Y tế thì tất cả các trường hợp người có mang virus viêm gan B dù thể ngủ hay là hoạt động cũng không được tham gia hiến tạng, bao gồm cả hiến trứng bạn nhé. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Mình chúc bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.